紧你的手是我不对，太用心的面对让你太累，无端的去回忆徒自伤悲，我独自不醉不归。我哭泣的眼泪你无所谓，看不清你心里究竟爱谁，抹不去的回忆难以入睡，留下我独自伤悲。我哭泣的眼泪你无所谓，黑夜里我独自倾听心碎，你把我的迷梦彻底打碎，只剩我独自面对。Bắt cóc hoàng đế về hiện đại. Tập 37. Tuy là nói như vậy, nhưng ghi chép về thị trường cổ phiếu của đại ca tôi hơn 500 lần, không sai lần nào. Bất kể là thị trường lên hay xuống đều đứng vững. Chuyện này giải thích thế nào? Số đỏ thôi. Phùng Phong, có phải cô có việc gì giấu tôi không? Vậy cũng bị anh nhìn ra rồi. Thực ra thì Lý Quang hồi nhỏ bị ngã từ trên mấy cày xuống, đầu bị chấn động, hôn mê 3 ngày 3 đêm. Sau khi tỉnh lại liền biến thành thần đồng. Sau khi lớn lên liền thành như bây giờ. Đại ca tôi còn trải qua những chuyện thế này sao? Ngầu. Ngầu quá. Quá ngầu. Cực kỳ ngầu. Ngày gì tới à? Chào cô, Tiểu Phong. Diệp gia gọi cô như vậy, tôi cũng gọi cô như vậy được chứ. Tôi là Diệp Bái, cha của Diệp gia. Cháu chào bái. Diệp gia vẫn chưa về à? Hôm nay tôi tới để gặp cô. Cháu rót cho bác tách trà nhé. Được, cảm ơn. Tôi tới đây vài lần, nhưng cô đều không có nhà. Thằng nhóc Diệp gia này cũng không nói gì. Tôi vẫn luôn đợi nó, đợi xem lúc nào nó chịu giới thiệu cô với chúng tôi. Việc hôm nay tôi tới đây, đừng nói với Diệp gia. Việc này bác yên tâm, chứ không phải kiểu người tích mách lẻo. Nếu cô và Diệp gia đã yêu nhau thì không nên tạo ra tin đồn cùng Lý Quang. Cháu không gây ra tin đồn gì cả. Cháu và Lý Quang cũng không có gì mờ ám. Chỉ vì anh ấy là người nổi tiếng, cho nên tất cả những cô gái xuất hiện bên cạnh anh ấy đều bị đám săn tin điên cuồng theo sát. Nếu cô đã biết cậu ta là người nổi tiếng thì nên tránh xa cậu ta ra. Chỉ cần không phải là chuyện bất ngờ thì cháu đều tránh xa anh ấy. Nếu như tôi không nhớ nhầm, có một lần cô vì Lý Quang mà đánh nhau với người khác. Một người phụ nữ dám liều mạng vì đàn ông. Cô còn nói đối với cậu ta không có gì đặc biệt sao? Lần đánh nhau đó, cháu, Lý Quang còn cả Fanny là người chung hoạn nạn. Đôi bên không phải bạn bè thì là kẻ địch. Phụ nữ trẻ em không ra tay, liệu kẻ địch có bỏ qua không? Nếu vậy thì đã không có cuộc thảm sát ở Nam Kinh rồi. Trong tình huống như vậy, cho dù không phải Lý Quang mà là người khác thì cháu cũng sẽ tới giúp. Từ nhỏ cháu đã lớn lên ở phố chợ. Điều cháu tin tưởng là bị đánh thì đánh lại, bị chửi thì chửi lại. Không có lễ nghi phong phạm của thiên kim tiểu thư. Quả thật cô đối với Lý Quang quá tốt. Việc của cậu ta đều do cô bôn ba. Cậu ta không có bạn bè khác sao? Lý Quang rốt cuộc là người thế nào? Diệp ba cũng là bạn anh ấy. Bác có thể hỏi Diệp ba. Diệp ba không hề hiểu về Lý Quang. Lý Quang rốt cuộc là người thế nào? Tôi rất tò mò. Tại sao cô và Diệp ba đều đối với cậu ta rất tốt? Lẽ nào trong lòng cô, cậu ta thật sự là một người đặc biệt?
Có phải bản thân cô cũng không thể xác định? Lý Quan đối với cháu mà nói, đúng là một người vô cùng đặc biệt. Kiểu đặc biệt này, người khác không thể nào hiểu được. Diệp gia, việc của Lý Quang, bạn anh bên viện kiểm sát nói thế nào? Bạn anh nói, nếu anh ấy thật sự làm việc trái luật thì không có cách nào, chỉ có thể bị xử lý theo pháp luật. Lý Quang sẽ không phải ngồi tù chứ? Anh ấy sẽ không ở trong tù cả đời chứ? Tiểu Phong, em quan tâm tới anh ấy vậy? Không phải, Lý Quang thật sự không có vấn đề. Anh tin là anh ấy bị oan. Đúng rồi, ngày mai là sinh nhật Lý Quang. Liệu em có thể em muốn tới chúc mừng sinh nhật Lý Quang hả? Tiểu Phong, anh nghĩ như thế này, việc bôn ba vì bạn bè thì không thể chất vấn, nhưng sinh nhật thì lại khác. Dù sao em đã làm rất nhiều việc gì anh ấy rồi. Việc nên làm đã làm rồi, không nên làm cũng làm rồi. Việc sau này vẫn phải dựa vào bản thân anh ấy. Anh nói đúng. Vậy em không đi nữa. Cô phủ nhận lời đồn với thần cổ phiếu Lý Quang. Fanny và Lý Quang chỉ mới gặp nhau vài lần, không có quan hệ riêng tư nào. Fanny nhận lời trả lời phỏng vấn, tuyên bố không có quan hệ gì với Lý Quang. Lý Quang, Lý Quang, có người muốn gặp cậu. Bác trai, sao bác lại tới đây? Lý Quang, tôi đã điều tra bối cảnh thân phận của cậu. Diệp ba nói với tôi, chứng minh thư của cậu là nó làm giúp. Tôi cũng đã tới thôn đó. Họ nói Lý Quang là trẻ mồ côi, 20 năm trước bị mất tích, đến giờ không rõ tung tích, cũng không biết sống hay chết. Mà cậu dùng thân phận của Lý Quang chưa đầy 2 năm, còn lý lịch 20 năm trước hoàn toàn không tra ra được. Bác trai, việc quản lý chứng minh thư ở làng quê rất loạn. Rất nhiều người có tới 2 chứng minh. Còn có người gì đi học, chuyển nơi ở, hoặc là mất hồ sơ, nhất thời trở thành không có lý lịch. Đây đều là chuyện rất bình thường. Cách nói này của cậu nghe cũng hợp lý. Nhưng Phùng Phong mất tích hơn 1 năm, vừa xuất hiện liền ở cùng cậu. Phùng Phong chỉ là đi du lịch ở một nơi rất hẻo lánh. Cháu và cô ấy vô tình gặp nhau trong chuyến du lịch đó. Lý Quang, cậu rốt cuộc là người thế nào? Bác trai, cháu có gì khác với người bình thường không? Vừa lộ diện chưa tới 2 năm, đã có thể hô mưa gọi gió trong giới giải trí và thị trường cổ phiếu. Liệu có phải người bình thường không? Nhưng so với bác điều khiển đế quốc kinh doanh lớn như vậy, cháu thật sự chỉ là người bình thường thôi. Đế quốc của ta phải mất tâm huyết 3 đời mới có. Cháu cũng chỉ là đầu cơ nhất thời thôi. Đến nhanh mà đi cũng nhanh. Giờ tài khoản cũng đã bị đóng băng rồi. Chuyện này ta biết. Cho nên hôm nay mục đích ta tới gặp cậu là muốn bàn với cậu. Bác trai, có gì chỉ giáo? Ta không lòng vòng nữa. Ta có thể nhờ giả các ban ngành, bỏ đóng băng tài khoản, giúp cậu trở thành người tự do. Bác chịu giúp cháu. Tại sao? Lý Quang, thân phận của cậu tuy đáng ngờ, nhưng không có ghi chép xấu nào. Cậu có hứng thú giúp tôi không? Trên đời không có gì là miễn phí. Cháu phải xem cần trả cái giá thế nào, rồi mới suy nghĩ xem có nhận sự giúp đỡ này không. Lý Quang, sao hôm nay vui vậy? Hôm nay bạn gái tới thăm tôi. Bạn gái? Chính là cô gái mấy hôm trước tới thăm cậu hả? Không phải. Không phải sao? Nhìn cậu vui thế cơ mà. Vậy sao? Không phải bạn gái, lấy đâu ra động lực lớn như vậy?
Đứa cờ này của sếp Ngưu hay quá. Cô ấy vì việc của cậu mà bôn ba khắp nơi. Đúng là có tình có nghĩa. Phùng Phong sẽ không bỏ rơi tôi đâu. Tổ trưởng Ngưu, tôi muốn gọi điện thoại, có thể nhờ anh. Cảm ơn. Tiểu Phong, điện thoại. Em đang tắm, để lát nữa rồi xem. Xin chào, ai đó? Tôi tìm Phùng Phong. Tiểu Phong không có nhà, có việc gì thì nói với tôi. Tôi tìm Phùng Phong, không tìm cậu. Lý Quang, anh tìm cô ấy làm gì? Lý Quang, lần nào gặp chuyện, anh cũng dựa vào phụ nữ. Tiểu Phong không nợ gì anh. Anh có còn là đàn ông không? Tôi muốn nói chuyện với Phùng Phong. Đồ khốn, đưa điện thoại cho cô ấy. Lý Quang, tôi là chồng Tiểu Phong. Có chuyện gì anh nói với tôi đi. Chồng cái gì chứ, kết hôn rồi sao? Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Xin anh đừng làm phiền cô ấy nữa. Mau đưa điện thoại cho cô ấy. Tôi cảnh cáo anh, sau này đừng làm phiền vợ tôi nữa. Tắm xong rồi à? Ai gọi điện cho em vậy? Lý Quang, có biết là việc gì không? Sinh nhật anh ta không thấy em nên gọi điện tới. Anh liền cảnh cáo anh ấy sau này ít làm phiền em. Sao anh phải tính toán với anh ấy vậy? Em đã nói với anh rồi mà. Anh ấy chẳng qua là một người quen của em. Anh mới là người yêu của em. Về mặt bản chất có sự khác biệt mà. Tiểu Phong, nhưng anh ta không coi em là người quen. Anh là đàn ông, điểm này anh rõ nhất. Lý Quang phong lưu như vậy, em xem bây giờ, ngày nào cũng đầy tin hẹn hò về anh ta và Fanny, còn oanh yến yến với những người khác. Có thì cứ có thôi, chỉ cần anh không có tin đồn hẹn hò là được. Em nói xem, anh nói sau lưng anh ta như vậy, có phải tiểu nhân quá không? Đâu có, anh ấy vốn rất xấu xa mà. Trước kia anh ấy làm hoàng đế, tam cung lục viện đã quen rồi. Căn bản không hiểu chế độ một vợ một chồng. Có tiền rồi liền giống như những gã đàn ông xấu xa bây giờ. Suốt ngày trêu qua ghẹo bướm. Nào là diễn viên, chỉ cần là phụ nữ gọi điện cho anh ấy lập tức quên luôn cả bạn bè. Như vậy là tốt nhất, để sau này anh ta bớt làm phiền em. Đúng rồi, ba anh đã liên hệ với người bên viện kiểm sát rồi. Ngày mai Lý Quang sẽ có thể được bảo lãnh. Thật à? Vậy anh giúp em cảm ơn bác trai. Cảm ơn gì chứ? Đúng rồi, tiền bảo lãnh cho anh ấy anh không cần chuẩn bị đâu. Tại sao? Không phải tiền của anh ta bị đóng băng rồi sao? Một thời gian trước Lý Quang đưa em 2 triệu tệ, vừa đủ để nộp tiền bảo lãnh và phí luật sư, cũng coi như dùng đúng chỗ rồi. Lý Quang đưa em 2 triệu tệ. Tại sao? Khi đó anh ấy chơi cổ phiếu, đầu tư 100.000 tệ. Tiền đó là em và anh ấy cùng nhau kiếm được. Cho nên bây giờ cổ phiếu tăng giá rồi, anh ấy liền chia cho em một phần.
Tiểu Phong, em và Lý Quang rốt cuộc còn chuyện gì mà anh không biết nữa? Không có. Anh phải tới viện nghiên cứu. Mấy hôm tới không về. Diệp gia, giờ em dùng tiền cho anh ấy, chẳng phải cũng tương tự trả lại cho anh ấy sao? Tiểu Phong, đây không phải vấn đề gì tiền. Nếu là em đầu tư thì sẽ thuộc về em. Chỉ là em nên nói với anh một tiếng. Diệp gia, mình lại làm sai rồi. Cuối cùng có thể về nhà rồi. Hôm sinh nhật tôi, em đi đâu vậy? Thần cổ phiếu tới rồi. Mau, mau lên. Phiền anh đưa cô Phùng qua bên đó. Chào anh, tôi muốn hỏi, lần này được thả, anh có cảm nghĩ gì? Anh có bị kết án không? Bí quyết gì giúp anh được gọi là thần cổ phiếu? Giờ thị trường cổ phiếu tụt dốc, nhiều người bị thiệt hại, rất căm hận những người có tin tức nội bộ. Nếu anh không có tin nội bộ, có thể nói về điều tâm đắc của anh trên thị trường cổ phiếu không? Anh bị cho là có tin tức nội bộ bất hợp pháp. Anh có cách nhìn thế nào về việc này? Xin anh nói về xu hướng của thị trường cổ phiếu. Rất nhiều người quan tâm tới vấn đề này. Anh có thể tiết lộ lúc trước anh rút lui khỏi cuộc thi có liên quan gì tới chuyện này không? Lý Quang, anh quen cô Fanny chứ? Cô ấy nói hai người chỉ là bạn bè bình thường, nhưng chúng tôi nghe một người giúp việc từng làm ở nhà anh nói anh và Fanny từng sống chung, đúng không? Nghe nói tất cả những việc này đều do một cô gái bí mật giải quyết. Xin hỏi cô ấy là bạn gái anh à? Xin lỗi, không có bình luận gì. Cô gái bên kia có phải người bí mật đó không? Mau đi xem sao. Mau đi thôi, mau. Các người làm gì vậy? Đừng có chụp ảnh. Xin lỗi, hãy tránh đường. Các người làm gì vậy? Đừng có chụp ảnh. Xin lỗi, hãy tránh đường. Thật sự không có gì để nói. Đừng làm phiền bạn tôi. Cô gái này là bạn gái anh thật à? Lần trước anh đánh nhau ở quán rượu, có một cô gái liều mạng bảo vệ anh. Có phải cũng là cô gái này không? Hai người có quan hệ gì vậy? Nói đi, rốt cuộc là quan hệ gì? Nói đi, là quan hệ gì? Cô ấy là người quan trọng nhất của tôi. Người quan trọng nhất của thần cổ phiếu. Cô ấy là người quan trọng nhất của tôi. Người bạn quan trọng nhất. Các người còn muốn hỏi gì nữa? Không phải người yêu à? Không phải người yêu sao? Rất nhiều ngôi sao đều nói tránh đi như vậy. Quan hệ với hai người thật sự chỉ đơn giản vậy sao? Đừng chụp ảnh nữa. Có quan hệ gì? Đừng chụp ảnh nữa. Mọi người nghe tôi nói, tôi là luật sư đại diện của Lý Quang. Các người làm như vậy gây tổn hại nghiêm trọng tới sự riêng tư cá nhân. Nếu tiếp tục thế này, tôi sẽ không khách sáo nữa. Lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa. Chúng ta đi thôi. Đừng đi, nói đi, rốt cuộc là quan hệ gì? Cô gái nói đi, đừng có đi. Nói với chúng tôi đi. Nói vài câu đi, nói đi. Nói vài câu đi. Nói đi Lý Quang. Đừng có đi. Khả năng đuổi theo người khác của đám phóng viên này đúng là đáng sợ. Chạy hết nửa thành phố mới cắt đuôi được. Đúng rồi Lý Quang, hôm nay anh hơi mất bình tĩnh. Không biết ngày mai họ sẽ giết về anh thế nào. Họ chụp ảnh Phùng Phong như vậy, tôi không nhìn được. Ngày mai có báo ra, không biết lại có lời đồn đáng sợ nào. Những lời đồn này nếu tới tai người nhà họ Diệp, thật không biết họ sẽ nghĩ thế nào. Diệp gia và người họ Diệp biết được, nghĩ thế nào tôi mặc kệ. Nhưng nếu ai ức hiếp Phùng Phong, tôi tuyệt đối không nhịn được. Phùng Phong, em không phải lo. Tôi không lo gì hết. Anh ra ngoài được là tốt rồi. Nhưng việc lần này đúng là không rõ lắm. Tuy anh đã được bảo lãnh, nhưng tài khoản của anh vẫn bị đóng băng như cũ. Cho nên anh phải nhớ kỹ, từ ngày này không được xảy ra bất kỳ sai sót gì. Họ đóng băng tài khoản của tôi, còn không cho tôi rời khỏi thành phố này. Như vậy chẳng phải là giam lỏng sao? Cẩn thận một chút vẫn hơn. Tôi phải đi đây. Buổi tối còn có cuộc họp. Được, tạm biệt. Tạm biệt. Chà, đây chính là ngôi nhà lớn của anh sao? Nhà gì chứ? Đây là hoàng cung của Trẫm. Là trang viên đó.
Chẳng trách chính quyền điều tra anh. Một hoàng đế sống lù lù. Cô xem, cả mảnh đất lớn này toàn bộ đều là của trẫm. Đúng là thói cũ khó bỏ. Vẫn là những thói đó. Đồ dê xòm đoàn chính thần. Đồ đạo qua, cương thi ngàn năm. Chào đón Phùng Chiêu Nghi. Khởi giá. Về rồi à? Chào ông chủ. Penny. Quá ra là anh giấu hoàng hậu trong nhà. Người ta là người nổi tiếng, không tiện đi đón tôi, cho nên đợi sẵn ở đây. Nhưng mà nói thật thì Penny không tệ. Đối với anh cũng rất tốt. Đã giúp anh không ít chuyện rồi. Em muốn nhiều chuyện hả? Được rồi, đừng thì thầm nữa. Vào nhà rồi nói. Đi thôi, chúng ta vào trong. Penny, nếu cô thích chỗ này thì ở lại đây đi. Mấy hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh đã xem tin tức mấy hôm nay chưa? Tóm lại là nói chuyện giữa cô Phùng và Lý Quang. Cậu biết Qua Trường Sinh dùng thứ gì để tưới không? Máu tươi. Yeah.